Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi chủ nhật ngày 23 tháng 9 năm 2018 của 12 con giáp. Với người tuổi Tỵ thì quý nhân tam hội sẽ che chở cho bản mệnh rất nhiều trong ngày chủ nhật này. Bản mệnh có thể sẽ tìm thấy người mình chờ đợi bao lâu nay, cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu như trong mơ. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày, chính tài nhập cục, người tuổi Tý nhờ thế mà cũng có được nguồn thu nhập ổn định. Song nguồn thu này đến từ công việc chính, bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể cho mình. Hỏa thủy xung khắc, đường tình duyên lận đận, tình cảm giữa bản mệnh và người ấy không được tốt, dễ nảy sinh xung đột do khác biệt quan điểm, không đồng nhất về nhiều ý kiến trong cuộc sống. Người độc thân trong ngày cuối tuần nên năng ra ngoài tụ tập hẹn hò, chớ nên ra mình trong nhà mãi, nhất là khi trời sang thu rất thích hợp cho tình yêu đôi lứa sinh sôi nảy nở. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, tiền bạc nhiều nhưng chớ phung phí. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, hãy tập trung cho chuyện quan trọng nhất. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, đôi lứa hài hòa, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, tiêu tiền phải biết điểm dừng. Con số may mắn 3, 7. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi phương Đông báo hiệu rằng chủ nhật này cục diện tương xung sẽ khiến cho người tuổi Sửu dễ mắc sai lầm, nhất là trong chuyện tình cảm. Vốn tính khí bình ổn nhưng khi thiếu sáng suốt thì có thể bạn sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Con giáp này có thể gây ra những tổn thương sâu sắc với người mình yêu bằng những lời lẽ vô tâm, tưởng chừng không có sức sát thương, nhưng đúng là khi càng để tâm thì người ta càng dễ đau lòng. Kiếp tài nhập cục, đây là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần phải thận trọng trong những quyết định tiền bạc. Đừng thấy rằng tâm trạng không vui mà tiêu xài phung phí, không chịu cân nhắc về khả năng tài chính của mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, quyết định quá nhanh thì dễ sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, đừng làm người mình yêu phải khóc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, nói gì cũng cần suy nghĩ. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, chớ nên tùy ý theo suy nghĩ của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, đề phòng mất tiền như chơi. Con số may mắn 1, 8. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Dần Ngọ bán hợp, tử vi ngày 23 tháng 9 năm 2018 thể hiện sự hòa hợp trong quan hệ vợ chồng của người tuổi Dần. Đôi bên thấu hiểu cho những khó khăn của nhau và không cố gắng nảy ép đối phương làm theo ý của mình. Dù cũng có những lúc muốn thể hiện tình cảm trước mặt người khác, nhưng nếu điều đó khiến cho đối phương khó xử thì tuổi Ngọ cũng sẽ cố gắng nén lại để cho người khác nói bạn hy sinh quá nhiều, nhưng bạn thấy hạnh phúc là đủ rồi. Thiên quan cảnh báo con giáp này có thể gặp mối nguy về tiền bạc khi mà có kẻ tiểu nhân đang giáp tâm lừa gạt tiền của. Bản mệnh nên học cách nhìn người cho tốt, chớ nên đặt lòng tin quá nhanh vào người khác. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, đừng tùy tiện nói lời cay đắng. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, có khi việc bạn làm chưa chắc đã được tán thưởng. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, đừng quên tình yêu cũng có lúc thăng trầm. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, không phải cứ yêu nhau là hiểu được nhau. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, hãy chấp nhận rằng có lúc phải chịu tổn thương. Con số may mắn 3, 5. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường đen, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Theo dõi tử vi chủ nhật của 12 con giáp, người tuổi Mão có thể sẽ gặp chuyện ngoài mong muốn. Mão Ngọ tương phá, có điểm báo phá tài đang đến gần. Con giáp này cần nhớ chi tiêu cho khoa học, đừng tiêu xài phung phí. Cuối tuần là dịp để vui chơi giải trí, nghỉ ngơi sau một tuần dài làm việc. Nhưng bản mệnh nên biết điểm dừng, chớ ham vui quá mà phá tan tài lộc và những thứ không thực sự cần thiết. Điều đó sẽ khiến cho bạn hối hận lắm đấy. Trung thu cũng sắp đến, đừng quên thăm hỏi ông bà cha mẹ và những người thân thiết nhé. Đó là một trong những nét ý nghĩa vô cùng sâu sắc của ngày Tết Trung Thu trong văn hóa Việt đấy. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy,
hãy tận hưởng niềm vui cùng gia đình. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, qua cáp không làm nên tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, đừng nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hãy quan sát và vui sống. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, đề phòng họa phá tài. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, theo lịch vạn niên, người tuổi Thìn có tỷ kiên trợ mệnh, nhờ thế mà dù có những chuyện phiền phức xảy ra thì con giáp này vẫn có thể thoải mái xử lý mà không gặp phải vấn đề gì. Hỏa dưỡng thổ càng tăng thêm vận may cho con giáp này khi mà tuổi Thìn sẽ đón đào hoa tới. Đường tình duyên rộng mở, người độc thân nên tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn để có nhiều mối quan hệ, từ đó tìm kiếm một nửa cho mình. Các cặp đôi đừng quên thăm hỏi hai bên gia đình, hòa chung với không khí trung thu rộn ràng mà quan tâm đến những người xung quanh mình. Tình yêu đôi lứa không chỉ có hai người mà còn có cả gia đình đôi bên nữa. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, đừng bỏ lỡ tình yêu vì bất cứ lý do gì. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, quan tâm hơn đến mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, tình yêu dâng tràn, hạnh phúc vô bờ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, mạnh dạn làm theo những điều mình muốn. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, với người tuổi Tỵ thì quý nhân tam hội sẽ che chở cho bản mệnh rất nhiều trong ngày chủ nhật này. Bản mệnh có thể sẽ tìm thấy người mình chờ đợi bao lâu nay, cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu như trong mơ. Người độc thân hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình, đừng ở đó lo được lo mất mãi, bạn có thể sẽ phải nghe lời từ chối vũ phàng. Nhưng ít nhất, bạn đã sống hết mình với tình yêu của mình, điều đó không ai có thể làm thay bạn. Thiên ấn cho thấy con giáp này rất lanh lẹ và biết tận dụng thời cơ nên khả năng thành công khi bày tỏ tình cảm hay gây ấn tượng cho đối phương lại càng cao. Tình yêu có lẽ sắp mỉm cười với tuổi Tỵ rồi đấy. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, chớp lấy thời cơ ngay khi có thể. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, nếu yêu, hãy nói lời yêu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, hãy dành thời gian cho mọi thứ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, đừng nóng vội, kẻo hỏng việc. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đào hoa khởi sắc, dễ tìm được chân tình. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Ngọ Ngọ tự hình, điều này có thể khiến cho người tuổi Ngọ lâm vào rắc rối. Chỉ một lời nói không vừa ý cũng có thể khiến con giáp này bùng lổ, tranh cãi, mâu thuẫn cũng từ đó mà ra. Bản mệnh thiếu kiểm soát trong lời nói, hành động của mình mà gây tai họa. Bản mệnh cần phải cân nhắc nhiều hơn trước khi làm điều gì. Các cụ xưa dạy, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, không phải là nói quá, bởi đôi khi chúng ta không suy nghĩ mà nói ra những lời làm tổn thương người khác. Người thân thiết thì cũng chỉ nghe mà giận trong lòng, nhưng đối với người ngoài thì khó có thể nói được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tuổi Ngọ buông lời xúc xiểm, không biết tự mình là ai, đang ở đâu, cẩn thận vì thế mà gặp chuyện chẳng lành. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, lời nói có thể mang lại họa. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, đừng để cho mình phải chịu thiệt thòi. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, có những lúc bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đôi bên nhường nhịn, mọi chuyện sẽ qua. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, lục hợp quý nhân ghé thăm, đường tình duyên hài hòa thắp sáng cho ngày chủ nhật này của người tuổi Mùi. Tử vi 2018 cho thấy bản mệnh đang được trưởng bối ưu ái và giúp đỡ rất nhiều, giới thiệu cho những người tâm đầu ý hợp với con giáp này. Chẳng những thế, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng được mở rộng, khả năng tìm kiếm nửa kia cho mình càng trở nên cao hơn bao giờ hết. Tuổi Mùi cần xác định rõ người mình cần để có được hạnh phúc lâu dài. Kiếp tài giáng xuống, họa phá tài đến gần,
Điều này có thể khiến cho tiền bạc vốn đang ở trong túi bản mệnh nhưng lại không có cách nào níu giữ mà cứ thế chảy ra ngoài, khiến cho tài khí hao tổn, tuổi Mùi lâm vào cảnh túng thiếu. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hãy lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, đề phòng thiếu tiền bạc tiêu tan. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, đừng mắc sai lầm mà đánh mất tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tiền giữ trong tay thì không ai lấy được. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, hãy đối tốt với người quanh mình. Con số may mắn 3, 8. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cam. Quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thực thần chiếu mệnh, xem tử vi ngày 23 tháng 9 năm 2018, người tuổi Thân được ơn mưa móc, thần linh phù trợ nên chuyện làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi, có thể nói là tiền vào nhà nhiều như nước, tài lộc không đếm xuể. Nếu có ý định cầu tài thì bản mệnh có thể xem ngày giờ tốt xấu để tiến hành. Theo đó, chủ nhật này, tài thân nằm ở hướng Bắc, tuổi Thân nên cân nhắc để có được những điểm cát lành từ khi mới bắt đầu. Kim hỏa xung khắc có thể khiến cho niềm vui trong ngày không được trọn vẹn, vợ chồng tranh cãi mâu thuẫn với nhau về chuyện nuôi dạy con cái. Thiếu thời gian ở bên con, đó có thể là thiếu sót của con giáp này. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, tiền bạc dồi dào không lo túng thiếu. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, vợ chồng mâu thuẫn dễ gây sứt mẻ. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, đôi bên không chịu lắng nghe. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, kinh doanh thuận lợi, phát tài. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, có những chuyện cần thời gian giải quyết. Con số may mắn 2, 6. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, lịch vạn niên 2018 cho biết thương quan sẽ ảnh hưởng nhiều đến vận trình ngày chủ nhật này của tuổi Dậu. Bản mệnh lơ đễnh, không để tâm vào việc gì dễ khiến cho mình đánh mất vận may. Kim hỏa tương xung, đường tình duyên đào hoa đã ít lại càng ít hơn, có cơ hội cho người độc thân tìm được một nửa của mình. Nhưng dường như bản mệnh không thực sự quan tâm đến mọi chuyện nên mới tìm kiếm khiến cho tình cảm khó phát triển. Các cặp đôi đang có khoảng thời gian trầm lặng, không hẳn là giận nhau nhưng cả hai đều có những điều không vừa lòng với đối phương. Nhưng cũng không hạ mình để nói ra được, đành chấp nhận tình cảm lơ lửng hiện giờ. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, thiếu tập trung gây tai họa. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tình yêu kém sắc, dễ gây mâu thuẫn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Mộc, đừng chỉ để tình yêu trong tim. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, hãy cho nhau thêm cơ hội. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, tam hợp cục trao cho người tuổi Tuất thêm nhiều tin vui về đường tình cảm. Vợ chồng tình yêu nồng nàn sâu sắc theo thời gian, không bị những điều xung quanh ảnh hưởng quá nhiều, có thể sẽ đón tin vui về con cái. Người độc thân tự lượng sức mình mà tìm người phù hợp, tỷ kiên cho thấy bản mệnh có chính kiến của riêng mình, chứ không phụ thuộc vào lời khuyên của những người xung quanh. Bản mệnh tin vào con mắt của mình. Có thể tình yêu không đến nhanh như mong đợi, nhưng con giáp này, nó là điều cần thiết để tuổi Tuất thực sự chấp nhận những gì đang diễn ra mà không thấy bỡ ngỡ, lạc lõng quá nhiều. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, mạnh mẽ vượt qua thử thách. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, hãy cho mọi người thấy mình là ai. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, đừng quên việc cần phải làm. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, dành thêm thời gian cho người thân yêu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, có những chuyện cần trực tiếp nói ra. Con số may mắn 2, 5. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thiên tài nhập cục, xem tử vi ngày 23 tháng 9 năm 2018, người tuổi Hợi đang có tài vận hành thông, cát khí dồi dào, thuận lợi cho việc cầu tài. Bản mệnh nên tận dụng khoảng thời gian này để kinh doanh buôn bán, tiền thu về tay. Người làm công ăn lương có thể nhận thêm việc tay trái về làm ở nhà, dù điều này có thể khiến cho bản mệnh mất nhiều thời gian hơn và không rảnh rang để nghỉ ngơi, nhưng nhìn thu nhập tăng lên thì cũng an ủi phần nào.
Có điều ngũ hành bất dung gây ra những xung đột trong mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy. Tuổi Hợi nên nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong nhà, đợi khi đối phương nguôi giận rồi nói lý lẽ cũng không muộn. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, tiền bạc dồi dào, điểm báo phát tài. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, đừng vì một phút bốc đồng mà hối hận. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, ai rồi cũng có những lúc thấy cô đơn. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, chúng ta không thể nào hiểu hết những gì về bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, đừng bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.